Rồi, hai tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách sử dụng cái phần mềm ConBoot 2.7 ha. Thì để mình đăng nhập vào cái Windows Win 7, Win 8, Win 10 ha. Thì nhiều lúc đối trình mình đặt cái password của thằng user account á, nhiều lúc đôi khi lúc lâu quá mình chưa vô lâu, nhiều lúc mình bị quên các bạn. Giờ mình không có vào được ha. Còn nhiều lúc mình không biết cái cách mình lại format lại, ấy mình khôi phục lại máy hay là mình gót lại máy thì nó lại mất công ha. Do đó mình sử dụng cái phần mềm này, nó sẽ bỏ qua luôn cái password ha. Nó bỏ qua luôn cái phần password của thằng user account để nó đăng nhập thẳng vào Windows luôn ha. Thì bây giờ vậy, bây giờ mình đây là cái phần mềm ConBoot 2.7 phiên bản cũng mới nhất các bạn ha. Rồi các bạn sau khi download về bạn giải nén ra thì nó có thư mục trong giày. Rồi thì các bạn nào muốn download á, mình sẽ để cái đường link ở bên dưới cái phần mô tả video á, thì các bạn thích thì các bạn lấy về. Thì cái phần mềm này chúng ta nó không thực hiện trên Windows nha. Nếu mà thực hiện trên Windows không được, tại vì Windows đâu vô được đâu thực hiện như Windows, đúng không? Cho đó phần mềm này nó thực hiện trên trên boot ha, boot dot ha. Đó, do đó thì các bạn phải tạo cái USB boot ha để dự phòng cái trường hợp này. Hay là mình có thể tích hợp vô cái công cụ USB boot của bạn được. Rồi bây giờ mình hướng dẫn bạn cách tích hợp nó vô USB boot ha. Rồi bạn tải về thì có thư mục về, bạn mở lên ha. Rồi đây bạn vào thư mục Windows đó, thì ở đây thì có những thư mục này, bạn vào thư mục con USB à, con boot USB ha, mở lên. Rồi bạn kiếm cái file đây đó, run run NASAP admin gì đó nè, chấm bát ha. À, cho nó một cái. À, nhưng mà trước tiên thì mình quên nữa, nhưng mà nhắc bạn phải cắm USB trước nha. Đây cái USB mình đã cắm sẵn đây, à, mở vào trong lốc ha, không có gì hết đó. À, bạn có format chế độ FAT32 các bạn ha. Đây đây chế độ USB mình là USB driver FAT32 các bạn ha. Đó rồi trong lỗ không có gì ha bạn ha. Rồi ok các bạn, mình kiểm tra USB ha, rồi mình quay lại. Rồi đây đó cái thư mục cái run trên bát bên chuột phải ha. Rồi bạn chọn run admin, rồi ok bạn chạy lên, rồi nó không hiển thị thì thông báo, bấm ok luôn. Rồi ok rồi đó, nó đã nói USB con USB bạn, nó sẽ tự khi bạn chạy cái này nó sẽ tự bung cái những cái file boot vào USB bạn, và nó làm cho USB bạn tự khởi động được luôn ha bạn ha. Đó rồi bạn bấm một cái nút enter là coi như không có gì hết, rồi bạn tắt đi ha. Rồi tắt đi, rồi ok bạn, giờ mình vô kiểm tra lại USB mình không. À, đây USB là vô kiểm tra lại đây, có thể không bạn cắm USB nó sẽ tự bung bung những cái file đó vô vô USB bạn luôn không, rất là nhanh, cho nhanh chóng hơn ha. Đó đơn giản thôi. Rồi ok bạn, rồi bây giờ thì là cái phần mình test thôi. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng một cái máy khác để mình test ha, cho bạn coi ha, một cái máy sẽ không đăng nhập ha. Rồi ok bạn, rồi giờ mình sử dụng một cái máy khác mình test cho bạn coi ha. Rồi bây giờ mình thử lock 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 off mà mình kiểm tra coi cái máy này có bắt quật không ha. Rồi lock off đi, rồi coi cái máy này có bắt quật ha. Rồi lock off ra ha. Rồi cái máy này có bắt quật ha bạn ha, nó hiển thị là bấm bấm vô đăng nhập không được ha bạn ha. À, vẫn không vô được ha, có nghĩa là cái máy này nó đang có bắt buộc ha bạn ha. Giờ mình restart lại cho bạn coi ha. Restart lại, ok bạn. Rồi restart lại máy. Ok. Rồi ok. Thích đào ha. Ừ thì khi vào cái máy này á thì mỗi một menu nó có một cái menu nhanh, thì ở đây nó có cái menu của cái máy này là F12 ha. Ở trên bàn phím ở chỗ góc dưới màn hình á, nó sẽ có cái tên hiển thị cái menu luôn ha. Đó bạn thấy cái hình menu không? Đó hình menu F12 boot ha. Đó, ở F12 nó sẽ hiển thị cái menu ha. Thì hai cái đầu là hai cái ổ cứng mình ha. Đó, cái thứ ba là cái USB mình tên Toshiba đó, enter vô cái thứ ba ha. Rồi enter vô. Ok bạn. Thì khi vô nó có hai cái menu, một cái là con boot, một cái là con boot hiện tại lít cái trên ha. Cái mới nhất đi ha, cho nó chạy cho nó ngon đó. Bạn cứ enter và bạn cứ để đó, nó tự nó chạy và nó tự đăng nhập thẳng vô Windows, mình không cần làm gì hết, không? Đó, bạn coi nha. Nó tự đăng nhập vô thẳng luôn nè.
Tại vì nếu mà bình thường bạn không có bát á, thì nó sẽ dừng ngay chỗ cái màn hình welcome á. À, màn hình đó nó sẽ chặn cái bát user được, nó chặn cái đó lại. Còn này này là các bạn coi vô thẳng luôn rồi nha. Thấy giờ bạn thấy vô thẳng không? Nó không cần cái yêu cầu mình nhập password như hồi nãy không? Đó, ok bạn. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Video mình đến đây hết ha. Rồi, nếu bạn thấy cái video hữu ích, nhớ bấm like, bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn thành công và một ngày vui vẻ. Rồi, bye tất cả các bạn.